Sau phẫu thuật, sao phim Avengers vẫn nguy kịch nhưng không chuyển biến xấu. Nam diễn viên Jeremy Renner, người nổi tiếng với vai Hawkeye trong loạt phim siêu anh hùng Avengers, vừa trải qua ca phẫu thuật đầu tiên sau vụ tai nạn nghiêm trọng khi dọn tuyết bằng máy cày. Trang CNN đưa tin, người đại diện của Jeremy Renner đã cập nhật tình hình sức khỏe nam diễn viên sau vụ tai nạn khiến anh bị chấn thương ngực kín và đa chấn thương. Jeremy Renner đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 và được chăm sóc trong phòng điều trị tích cực. Dù vẫn trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh không có dấu hiệu chuyển biến xấu, tình hình vẫn ổn định. Gia đình Jeremy Renner gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, y tá đã chăm sóc cho nam diễn viên. Họ cũng cảm ơn lực lượng cứu hộ, cảnh sát địa phương và những gia đình hàng xóm tham gia cứu giúp người gặp nạn. Đồng thời, cả gia đình cảm ơn tình yêu thương, sự ủng hộ, cầu nguyện của người hâm mộ dành cho anh. Một nguồn tin thân cận Jeremy Renner tiết lộ với CNN rằng anh cần hai cuộc phẫu thuật nữa để xử lý toàn bộ vết thương. Vùng chấn thương của anh ấy rất rộng, nguồn tin cho biết. Trước đó, Jeremy Renner đã được trực thăng đưa đến bệnh viện cấp cứu ngày 1/1. Người đại diện của nam diễn viên không tiết lộ lý do cụ thể khiến anh nguy kịch, mà chỉ mô tả đó là một tai nạn liên quan thời tiết khi đang dọn tuyết bằng máy cày tuyết tại một trang trại ở Mỹ. Jeremy Renner là người yêu thích máy móc hạng nặng, sở hữu một số máy cày tuyết lớn. Anh thường dùng chúng để dọn tuyết trên lối đi trong khu vực trang trại của mình. Gần đây, anh từng phàn nàn về việc tuyết rơi dày đặc do những cơn bão tuyết chưa từng có càn quét khắp nước Mỹ. Jeremy Renner được đánh giá là diễn viên đầy thực lực. Ngoài Avengers, anh còn tham gia nhiều phim như American Hustle, Arrive, Wind River, Tác và đã hai lần được đề cử giải Oscar.